Kia Seo tốt là sản phẩm hoàn toàn mới của thương hiệu xe hơi đến từ Hàn Quốc. Mẫu SUV đô thị này lần đầu được giới thiệu đến công chúng toàn cầu vào tháng 6 năm 2019 tại Ấn Độ và ngay lập tức nhận được sự quan tâm lớn của người tiêu dùng. Ngay cả khi chưa về Việt Nam, Kia Seo tốt cũng cho thấy sức hút mạnh mẽ với khách hàng trong nước. 1. Vì sao Kia Seo tốt hát tại Việt Nam? Hơn một năm sau lần trình diện đầu tiên, Kia Seo tốt ôn new chính thức ra mắt thị trường ô tô Việt Nam vào tháng 7 vừa qua, Chiếc BSUV này ngay lập tức chiếm sóng trên khắp các mặt báo, hội nhóm trên Facebook và tạo ra cơn sốt với người tiêu dùng trong nước. Sau hơn 10 ngày ra mắt, Kia Seltos tốt xác lập kỷ lục với hơn 2.000 đơn đặt hàng, điều đó cho thấy lượng người dùng mong muốn sở hữu chiếc xe này lớn như thế nào ở Việt Nam. Không chỉ vậy, khi về đại lý, Kia Seltos tốt cũng thu hút lượng khách hàng đến tham quan, tìm hiểu lớn dù chưa được tự tay lái thử có nhiều nguyên nhân giúp Kia Seltos tốt trở thành mẫu xe hát như hiện nay và khiến các đối thủ phải dè chừng dù chỉ mới xuất hiện không lâu. Đầu tiên, chiếc SUV cỡ nhỏ dành cho đô thị của Kia được đánh giá là mẫu xe có thiết kế ngoại hình ấn tượng nhất phân khúc. Phong cách thiết kế của xe có sự khác biệt lớn với các đối thủ như Hyundai Kona, Ford EcoSport hay Honda HR-V. Đặc biệt, thiết kế mới này của Kia Seltos hướng đến những khách hàng trẻ tuổi, và đến hiện tại những gì Kia định hướng hoàn toàn chính xác. Thứ hai, Kia Seltos tốt sở hữu mức giá bán hợp lý trong phân khúc, mức giá 599 đến 719 triệu và những gì người dùng nhận lại từ chiếc xe này được cho là đáng tiền. Hơn nữa, là xe lắp ráp trong nước nên Kia Seltos tốt còn được hưởng 50% lệ phí trước bạ đến hết năm 2020, cũng là yếu tố khiến người dùng lựa chọn. Cuối cùng, Kia Seltos tốt sở hữu nhiều trang bị duy nhất trong phân khúc có thể kể đến, như đèn viền nội thất, làm mát hàng ghế trước, cửa gió điều hòa hàng ghế sau, khoang hành lý rộng 433 lít. Tất cả những lý do trên đều giúp kia xe tốt đặt dấu ấn riêng của mình, đối với khách hàng tại Việt Nam. Nhờ đó, những thành công ban đầu của mẫu SUV này tại nước ta là điều không quá khó hiểu. 2. Câu chuyện hậu trường của kia xe tốt. Bên cạnh việc bán chạy và thu hút lượng khách hàng quan tâm lớn tại Việt Nam, kia xe tốt cũng vướng phải nhiều câu chuyện lùm xùm phía sau hậu trường. Từ việc nhận đặt cọc, ký hợp đồng, đến việc giao xe và những trang bị trên kia xe tốt, theo đó, trước khi sản xuất đại trà tại Việt Nam, Thaco đã nhập khẩu Kia Ceed tốt về ra mắt trước và thăm dò thị trường. Với cách này, phía đại lý đã mở nhận đặt cọc xe từ 10 đến 20 triệu với lời hứa sẽ giao xe sớm cùng mức giá ưu đãi. Tuy nhiên, ngay khi chưa nhận được xe, đại lý đã thông báo khách hàng phải làm hợp đồng và thanh toán 10% giá trị xe thì mới được giao xe đợt đầu tiên khi đã làm hợp đồng mua bán và thanh toán 10% giá trị xe, đồng nghĩa khách hàng không thể rút cọc và được hoàn tiền như phía đặt cọc 10 đến 20 triệu trước đó. Điều này đã nảy sinh nhiều ý kiến trái chiều trong cộng đồng xe Kia Seltos. tốt. Lùm xùm tiếp theo của Kia Seltos tốt là phiên bản Deluxe tiêu chuẩn không có màn hình, mà chỉ là hệ thống giải trí radio, MP3 gắn lên mảng nhựa lớn ở táp lô trung tâm. Với thiết kế không hợp thẩm mỹ này, nhiều khách hàng đã tỏ ra không hài lòng và kêu gọi tha cô thay đổi. Sau đó, Thaco đã bổ sung màn hình tương tự bản Luxury và camera lùi cùng mức giá tăng 10 triệu. Ngoài ra, những khách hàng đang có ý định sở hữu Kia sale, Tốt 2020 còn thêm hai lần hụt hẫng khác. Cụ thể, do tiến độ sản xuất không kịp đáp ứng lượng đơn đặt hàng, Thaco đã dừng nhận đặt cọc bản 1.6L Premium và mới nhất là bản Deluxe. Do đó hiện tại khách hàng chỉ còn có thể mua hai bản của Kia Seltos tốt gồm Luxury với giá 649 triệu và một 4T Premium giá 719 triệu. Thế mới thấy, mọi vấn đề đều có tính hai mặt. Khi nhu cầu vượt quá khả năng cung ứng của nhà sản xuất, đồng nghĩa khách hàng sẽ phải chấp nhận nhiều vấn đề nảy sinh, mà câu chuyện phía sau từ hát của Kia Seltos tốt 2020 tại Việt Nam là minh chứng đanh thép nhất. Tuy nhiên, việc không phải mua bi kèm lạc với một chiếc xe như kia xeo tốt đã là tin đáng mừng với người tiêu dùng trong nước xe cộ cool.